gái ở trong này nó tốt hết sức. Chúng nói gì chúng nói vậy thôi chứ tôi cũng chả biết. Em đập cua xong rồi cái em phóng xuống quay, ta chóng mặt ta chửi không quá trời, nhưng mà mọi người thông cảm đập đó. Trời nó sung sướng làm giúp nó vui dễ sợ luôn bà con. Cái đó cái này chỉ có vô vườn hái thôi chứ năm ngoái ăn rồi. Quá trời trái rồi bà con ơi. Bình này. Nhưng mà tới mấy bà Kim ổng mà đăng lên đó bà con kiếm rồi. Hết rồi. Tôi hốt hết vô. Rồi cô chú anh chị và các bạn, hôm nay ba với Steven đi ra ngoài vườn hái mãng cầu. Thì mãng cầu na trồng được mấy tháng nay rồi. Ông Steven cũng quay cái chương trình mà giống như chỉ cho anh chị và các bạn dùng các loại phân nào để hái mãng cầu, để trồng mãng cầu á. Thì hôm nay nhà mình đi ra ngoài kia thu hoạch mãng cầu. Thì mời tất cả mọi người hãy theo chân mình để xem thu hoạch mãng cầu sao nha. Thì thường cái ngày mà nó ra bông rồi tới cái ngày mình hái khoảng mất bao nhiêu, bao lâu cho? 4 tháng rồi. Tháng 2 bắt đầu ngày mình cắt nhánh đó là cuối tháng 2. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì mình cắt nhánh. Sao tháng? Cô có ai đặt hàng chưa? Người đã đặt thiếu gì mình mà để. Mình sợ hái sớm quá mình đem xuống nó hư không? Đúng không? Mình để mình sử dụng cho mình không có. Mình có ăn với lại cho mấy người bà con thân đồ này nó được mấy trái. Rồi cỡ nào mình mới hái được cái khi cái da nó bóng bóng màu trắng nè. Cái da nó ra cái khía này nè, mà nó ra cái màu trắng này nè. Nó ra cái màu trắng nó là kể như mình cắt được rồi đó. Vậy là cái trái này được nè. Cái này nè. Này. Này. Cái này nữa. Bộ ra trắng hết trơn rồi nè. Thấy không? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Bắt đây nè. Đang cắt nè. Con xỉn đúng không? Lưới một. Cái này luôn không? Cắt co lá luôn. Giữ lá luôn. Có nào giữ lá được dễ luôn. Cái cây này quá trời luôn. Sơn đợt mấy cái trái ở trong này nó tốt hết sức luôn. Mình phải cho nó rỗng ra chứ. Em dùng cái đó anh cầm nó. Để nhiều quá nó dài, nó dập. Cái này quá trời nhiều luôn nè. Tới lướt ra rồi, anh coi mấy ngày nay, mấy tình nay. Ở trên. Ồ, mà đây là quá chừng luôn. Giờ này ngoài trời nó bán sao vậy? Mấy đồng? 12 đồng. Bên Nguyễn nó 15 đồng á. Bên New York. Bên New York 15 đồng phải không? Wow, ghê vậy. Nó để chưa chịu mấy đứa ra nó mua. Ôi, trái này nứt lên. Mê. Chín không? Chín rồi. Để cho nó nứt nó mê. Chín cây luôn hả? Ừ. Chín cây luôn rồi nè.
chùm quá, nó nhỏ trái. Tao nghĩ có con thao thôi, tao lấy có cái thao nhỏ nó ai về đâu bây giờ, chưa mới mấy cây giờ đầy mẹ nó rồi. Mà ăn cũng đâu có hết. Ăn đâu hết được. Lần một đâu. Ăn chẳng dễ dã chứ lần một ăn đâu. Chín ngon. Cho nó sớm. Con người. Chưa chịu cho thiệt cái mấy trái nè thử coi. Đẹp bà hai. Ủa nhà ông đâu à? Không có chồng à? Có hả? Ừ. Trời ơi, chùm này quá trời. À, mới cái ba cây hả? À? Chưa rồi, cái này nữa. Bốn cây thao rồi nè. Hai thao. Bốn cây hai thao. Thầy cũng mấy chục thao á. Bơm ha mẹ bẻ. Thì chồng cần hai gỗ thì coi như thao. Cha bẻ hai cái mà ba cây, ba cây được thao. À, 3 cây. 4 cây. Còn 5 cây. Còn còn 5 cây nữa. Mới hái sơ sơ có cái 4 cây nhiều nè. Được con trái chín, trên cây luôn. Ai muốn măng cầu không? Gọi điện thoại cho mình nha. Để giá rẻ cho. Cái này nó nước ấy quá trong hoa chín. Bảo đảm rẻ hơn thị trường. Ghê không? Ba thao nặng quá ghi hết đi ghi nhiêu được. Đó. Chưa. Thế nào trên đấy bự bự quá chưa. Mấy hái vô. Không, chắc con cầm con tôi con hỏi nha. Dạ không cái gì. Dạ dạ. Dạ. Này nè. Dinh hàng lắm, được như đây chứ. Dạ, bà ông hái nhiều lắm. Đây, hỏi đã chưa? Hoa trời hái. Cái này còn non. Mỗi người Việt mình là vậy đó. Đi tới đâu là cũng quê hương lúc nào cũng dành nhà nè. Quá ngon. Em, có càng cua. Trời ơi. Chưa, tâm vỏ nè nha. Có càng cua. Trời ơi, càng cua nhiều lắm. Hello, hello. Vô tư. Vô tư. Vô tư. Trời nhiều luôn. Càng cua là vô tư. Tốt ghê luôn. Càng cua rồi lá lốt rồi rau cần. Trời ơi, mang cả vùng trời Việt Nam luôn. Kìa, ba ông lấy cái thao cho đi cắt kìa. Dạ. Đây, cắt kìa. Đây là ba của anh Tây Bình đúng không? Dạ. Yeah. Đây, con xin chú. Con theo con coi thôi chứ con. Có cây me Thái nữa đó nha. Cây me này mà trồng mấy năm mà đầu nó ra bông đầy hết trơn mà nó chưa năm nào đậu chứ. Người ta nói là từ đó đậu, mấy chừng nào đậu nữa. Quá hớt kìa. Thấy hàm quá nè. Dạ. Bên này trồng thấy hàm. Ở bệnh á, nó bị lạnh á, với lại ở vừa vùng biển á. Dạ. Thời gian nó ngắn hơn á, trong trong phố lên nó nóng sớm hơn á. Trời ơi. Thấy mê chưa? Cái này là năm nay thôi. Năm rồi á, là trái nó từ trên đó xuống tới gốc luôn nè. Nó đùm vậy. Dạ. Quá đi. Này là trong biết trái già đây. Đây là nó khi mà cái này nó trắng á. Khi cái khía này mà nó nổi lên nó trắng á là cái trái đó nó trái nó già. Nó mới già. Khi nào cái khía nó trắng là nó già. Khi trắng là nó già nha. Đúng rồi, chúng nói gì chúng nói vậy thôi chứ tôi cũng chả biết. Nó mình có làm một cái video mình chỉ cho người ta cách nào mà trồng để bón phân luôn, có loại phân nào cho của nó luôn. Hèn chi. Yeah. Cái này là tao gọi món tàu bở, nhưng mà cái này là các trái để thử thôi. Yeah. Tại vì tâm trồng cái này á, đất Florida cái nền này á là nó đào ở dưới đất, nó làm nó đắp nền. Vì đất nó dẻ lắm, trồng không hay sống. Bây giờ mình trồng là chỉ có 1/4 ở dưới đất thôi. Còn ở trên là phân ở trên tầm mặt đất hết. Nghĩa là mình cắt cái đít thùng. Rồi đúng rồi. Từ đó mới để lên, mới đổ phân lên. Đó. Tại vì đất cái máy nó chạy tới chạy đi. Dạ đúng rồi. Chính cái nữa là nó không có cái con ong ruồi á bác. Việt Nam mình có ong ruồi nó đậu nó làm nó thụ phấn. Còn ở đây không có, mình phải lấy cái bông gòn á mình đi. Dạ đúng rồi. Sáng cái mình đi lấy cái bông chấm. Thụ phấn vô đâu. Dạ. Nó đừng trái cái ham luôn. Rồi thôi, cũng bò theo nhưng mà cũng không biết gì chứ. Nguyên gỗ luôn kìa. Vợ chồng của Tâm á thì đi bắt cua. Con này mê thích đi bắt cua. Cái này
này còn hai người này vô con đi coi biển coi nhà ở gần cây ở ngoài biển trên núi các bạn thì đến đi cho coi vườn cho đổi chuyện nào có gì con chút chắc con bảo đảm trời chứ sầu dương hả sầu voi hả bao la bỗng này không có đâu nha ốc nhiều hả bao la rồi ốc với cua cho bắt con nào lấy bự bự gì nè trời cua biển á có bự cái loại mà cua đá đúng rồi ngon vậy dạ con thấy làm như trái này nó cũng trắng nè chú cái này dai đúng không đâu cái nào con cũng biết nữa cái nào nó cũng dai nè thấy chưa tôi biết liền ủa mà chưa chín hả thấy nó hơi nhỏ chưa nhà đi qua cây kia thử cho nhỏ thì nhỏ miễn dai vòng qua cây kia đi cái nó từ từ cho nó được vậy cái đó từ từ cho nó già đi mình lấy mua cây kia là thăm dò đây, tôi đây. Gặp trái cây là lo nhau dữ lắm. Em gặp cua xong rồi các em phóng chứ hôm qua người ta chóng mặt, người ta chửi em quá trời. Nhưng mà mọi người thông cảm, gặp gì cũng nổi. Giờ tâm giỏi gặp Steven Floyd đó. Đó, trời nó sung sướng, làm YouTube nó vui dễ sợ luôn bà con. Làm đi. Trời ơi, gặp tao nói toàn là Sabuche. Sabuche. Cái này là nó chưa già đâu, không biết luôn. Sabuche gỗ trong già mà đi vòng vòng không cầu cha mẹ ơi quá trời rau cần cua giúp cái gì tài le ở đây chứ nè đây nó mọc giống như cỏ gì á ôi ôi ổng trồng gì mà nó đã còn mở đây là thiệt chứ con gào. Em tên gì bên này tên Tâm Tâm luôn hả hai người Tâm luôn không ảnh tên Đạm Đạm hả Tâm Võ là em tưởng là Tâm là tên chồng em không à ai cũng nói trên cả bên Tâm bởi vậy mà không phải là em làm chết luôn bởi vậy lấy cái trên nào lấy tên của vợ đó ơi ơn nè ngày hôm qua giờ con đăng quá trời con hỏi không ông cũng mới rác với tôi đăng lên cái group của ông còn abru nữa chứ ông abru cho người hỏi người khác có phụ có ai có đâu nó mà không có abru cái group nó tới 8 người admin lận dạ mấy tuần nay không có vô đó dạ ừ. Cho vô hỏi mà không có ai có mang cầu có nhưng mà thứ năm thứ sáu mà em đi qua bên Sakula quá để chú đây nè chú đi qua bên kia gặp đi qua bên qua bên kia luôn cha. Trái nhỏ nhỏ không có sao, miễn nó dai là được rồi. Nó dai mà, bảo đảm nó dai. Dai đúng rồi nhưng mà thì trái nhỏ nhỏ chú cắt. Để mình qua kia kia. Còn bên kia. Qua bên kia còn cây kia bên kia nữa. Dạ. Rồi để cho nó lớn đi cha. Còn nó còn lớn nữa sao? Để cho lớn nữa. Ủa nó còn lớn nữa. Cái bự qua bên kia chứ bự. Dạ dắt té rồi. Cây mận này á đến chừng tháng rồi á. Oh my god. Cái này mận. Không còn trái nào luôn hả? Trái nó quằn quại luôn các bác, nó không ăn mà tính nó rụng tí dưới đất trắng giả chừng á. Bởi mình có làm cái phim mình ăn mận á, mấy người kia chửi mình không sùm chứ. Anh đây nóng quá nó cũng vô xe cho anh ơi. Đi ra xe mà để xe cho. Không sao đây ngồi trước, chỗ trước nó có cái ghế ngồi đà mát lắm. Ok anh trước đi. Yeah. As long you stand in the shade, you should be fine. Tại đi ngoài nắng thì nó hơi nóng, mình đi vô ngồi trong mát thì nó không đỡ. Welcome to Florida. Ủa, nhà bên đây của ông luôn hả? Đây của thằng em. Ôi mình ở bên đây, thằng em bên đây. Trước là sớm chơi gì cái thằng nó ổi gì mà nó xà xuống vậy? Nè, tặng cho con bé này ăn trái. Ăn tại chỗ nè. Mới đưa ăn trái thì con. Bé. Ăn tại chỗ. Bé ơi. Chú cho. Cái mẹ, cái mẹ, cái mẹ. Bé ổi, cái bé ổi cho nè. Đưa ăn trái đi. Organic, just clean it up. Đã chưa? Nó mà ok là em mưu liền luôn đó. Em đang dụ dỗ đó. Đang dụ dỗ hả? Cần gì dụ dỗ? Nó nói nóng bên bển của em lạnh nóng mà tới mùa đông rồi đó mùa đông rồi ở đây nó biết cái cảm giác nó ở đây nó sung sướng ngon lắm ha dạ đông nó mát rưỡi rồi mà áo khoác phun ba lỗ ok hôm nay là YouTuber hội ngộ đây có hai người đó cái này là thêm bà nha đây Việt Florida US bên đây là Tâm Võ USA chào mọi người nói tao biết đăng cho tao biết em ở USA là Tâm Võ USA lửa mấy cái cho nó già dạ, nó mới ngon hả? Này nó không chắc hả này nó cũng vừa tới thôi à vừa tới thôi ép quá no anh vô gờ gờ đi đâu lấy hên gờ gờ thôi nha cắm bẻ nha bẻ được không cái này chín rồi nè không bẻ à chưa chưa chín hả chụp hình lấy hình tâm neo lấy hình tâm neo chụp hình chụp hình chụp hình lấy hình tâm neo đây anh chụp cho anh lấy cái này nè cần cua cái này là ăn nó ta mới xin cần cua kìa bố già hái cần cua cho ăn kìa đây trang em kêu từ bố già luôn gặp mấy con giang hồ nó ác ghê đặt cho đủ thứ tên chứ nhưng mà vui nó mấy người bạn ở trên Facebook cũng gặp kêu bố già quen rồi
Đúng rồi. Yeah. Vậy kêu bố già đi, ông thích không? Hay là vậy kêu bố già mà. Chỉ gọi thôi mà chưa biết chứ thôi. Bên đây nè, bên đây đừng có hái nha. Bên đây bên được được hái được. Đây thế nào mà cái nó già được đâu. Dịnh nha. Nói thì dịnh rồi. Đây con ôm, anh quay phim lát nữa lấy cái bọc lấy nữa lấy cái bọc trời đi. Ơi rau cần cua ở bên bển mười mấy đồng bao mày đây miễn phí mà non tươi con nè thôi lát nữa lấy cái bọc lấy bọc bê lông tí bỏ giùm tí bây giờ nhào lấy bọc bê lông mười đồng bao mà tao thấy nó tan nát cuộc đời qua hết kìa con ông nhổ kìa thầy ơi ông nhổ ông cắt đi ông nhổ gì hết trơn rồi mà mốt này nó rụng hột mình nhổ rồi nó lên lại cân nó hột nó lên lại thấy cái xanh xanh dưới ông nó nổi là nó không á. Wow, cái này kêu bằng thành cỏ luôn rồi. Cái này là nó không nè. Nó thành cỏ luôn. Khi mình nhổ mình ăn hết này cái tóp này lên lại. Hột nó rớt hồi xưa là ba chồng chỉ có một phỉnh thôi. Cái gió nó thổi á, với tưới nước cái đầu nó bay từ từ dưới nó mọc dưới này lum la cho. Trời ơi, hay quá bố già ơi, nhiều quá trời luôn. Nói chung thôi được rồi. Chỗ nào cũng ăn như bà. Sao đủ ăn ở nhà đông mà. Nhà đông mà. Thoải mái rồi. Cái này là ăn thịt bò xào cái đổ lên. Ồ cái này clean nấu cái này bò xào lên cái đây bỏ thịt bò. Cái này lo cái nịt luôn đúng không? Mình sẽ xào thịt bò đổ lên mặt. Đi Muslim steak về á. Xào ngon. Còn cây nào bán cậu nữa không bố? Bỏ đây qua đây qua. Còn nữa hả? Còn. Cái con vườn bên kia. Chơi rồi sao? Rồi bưng. Cho bưng này đi. Để nó mát mát đi rồi đó. Để nó mát đi mình lấy cái bọc cho. Ừ, để đó đi. Để nó hồi mát. Dạ. Nó đã gì đâu luôn. Bằng vậy lá mà ra. Quế. Cái này là cái mận đỏ này bà hổm mình có làm phim lên nè. Trời ơi trái kìa. Qua đi Tâm ơi. Không có cái nào phim ăn nào chân trời. Mận hết. Ăn hết chân hết mùa ơi. Trời ơi con nè. Cái này là chồng để ăn không có bán mà tao tụi này nỉ. Cầu xin. Nó muốn chín rồi nè. Ê, nó chín rồi. Nó gần rồi, nó gần chín rồi. Nhưng mà nó vẫn còn cứng. Nó còn cứng nhưng mà nó đã. Bây giờ để đây chiều là nó mềm xèo á. Ớt rồi nè. Xin mấy trái, vậy là lấy nhà học rồi. Lấy đi, cứ việc. Cái nhà có bên của ai? Nhà của người neighbor. Neighbor chứ không phải là của người Việt mình hả? Neighbor người Việt hay gì? Nhà đó thì người Việt chứ có nhà này, hai nhà này, tại nhà này hàng em ở đây mình ở bên kia. Có nghĩa là nguyên gia đình. Mận có dạ. Việt Nam mình đó. Dạ, đúng rồi. Đây, đá muốn chín lên nè. Ôi nó đã. Chết bà không. Này hả? Hẹ cái đó hẹ. Giờ kìa chánh chánh ăn tí thôi. Ủa cái đất này là của bố già luôn hay là của người ta? Của mình, nhà mình luôn. Nhà này của thằng em, nhà mình kia nhà mình. Rồi sau lưng này là ba vô tư muốn chồng gì cháu. Bố. Ủa cái nhà này của con trai bố cắt chiều như vậy. Nó cái nào mà cái mấy cây này là của bố chồng. Ờ vậy hả? Không muốn nữa không? Chiều ra về nói đâu. Nữa không? Không muốn thêm nữa không? Hơn nữa đi. Hết đi bố ơi. Trời ơi, xin nữa. Đang mê. Ôi gần bay qua năm thứ tiếng bố ơi. Đây có mặn nữa thì mà mình qua ngay mùa này không có mặn. Cái mặn nữa kìa. Cắt hết cho con đi. Từ ở đây cũng là bao nhiêu tiếng ta? Bay 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 qua 5 tiếng. 5 tiếng hả? Rồi, cuốc hết cho con đi sao? 5 6 tiếng. Wow, cái đất này đẹp quá. Gì đó hả? Dạ. Ở gì 5 6 tiếng. Từ Oregon đó nha. Hả? Từ Oregon bay qua đây á. Đúng rồi, nhìn nè. Tôi đi. Đó, cái này chỉ có vô vườn hái thôi chứ ngoài mình đi chợ mình mua là nó bầm dập hết trơn rồi. Đúng rồi. Bầm dập. Ông chơi bình. Ông giáo yểm ông đâu có thèm nói. Ủa bên kia thì nó cũng vậy mà đều ăn nó không? Dạ đúng rồi. Cái mình trồng mình mới biết được. Có nghĩa là cái này là bố ăn lần nào mình chưa? Mình ăn rồi mình biết năm ngoái ăn rồi. À trời trái rồi bà con ơi. Con nè. Nó tùm lum hết trơn. Không dám đụng. Không dám đụng. Dơ luôn. Đâu có đụng đâu có sao đâu. Không đụng nhưng mà không dám bẻ. Ừ sợ nó non á. Cái này nó sạch nè. Nó không có bị mấy con đeo vòng vòng á. Cái trái nhìn rất là đẹp. Cái này được nè. Cái này rất là ngon. Được mất. Chính tay tôi bẻ. Đây. Nhưng mà bố cái này cũng được luôn nè. Cũng bố cá Vĩnh nè. Qua xa đã rồi. Hình những hết rồi phải không? Đây em quay cho em lắc sao bầu. Vậy là chiều nay có clip cho bà con coi phải không? Chưa đâu có đem máy theo đâu. Thôi giờ phải edit phải không? Đem về tới Oregon mới đăng lên. Ông đăng trước đi. Ông đăng trước đi. Bản cầu nè. Kiếm cái ông Tây Bình này. Nhưng mà tới mấy bà Kim ổng mà đăng lên tới bà con kiếm rồi. Hết rồi. Tôi hốt hết rồi. Ok mình ra cây kia nữa là xong. Hẹn lại năm sau. À, còn cây cuối cùng nữa cũng tôi luôn rồi bà con ơi, thông cảm nha. Luôn. Còn cây gốc bên đây gốc đó. Gốc tới nữa, tới nữa. Này chanh. Chanh này có ăn được chưa bố? Được rồi, chanh này chứ. Ủa đâu phải đâu. Chu lét à. Không có chanh về làm nước chanh. Bên cái rổ mà đứng cái tướng cái đã không? Đó, tướng này đứng học võ nè. Thấy vậy thôi chứ ông nhào vô đi trời.
ngốc lại liền. Trời ơi. Nói chung là mình vô vườn đó mình biết bản cầu mình mua ở chợ mình không biết được cái nào dai cái nào ấy cái này. Cái là bảo dai, bảo đảm, đảm ngon nhất các bạn. 100%. Với tỷ bạn bè ăn chứ ngon ngon với chiếc cây hơn. Đặc biệt ngon đến để mày cái nào dạ đúng, đặc biệt cho tâm vỏ đó. Cái nào nó dai. Trời ơi, số hưởng. Đợt 1 luôn. Đợt 1 luôn. Đợt 1 luôn. Đợt nhất luôn á. Ô hết đậu. Đợt nhất luôn á. Nó to à. Quá trời đã à. Đừng có sót trái nào nha bố, quất hết luôn rồi. Con đa la lên rồi là chắc không còn trái nào đâu. Chơi cho nó vui mà. Cái trái này nè. Coi chừng bố bỏ sót lại đó. Đâu sót không? Đấy. Có không? Phải không? Đó, cái đó được ạ, à, cái đó được. Đó, đó, quá xa, chính tay tôi cắt. Cái cảm giác nó khác phải không? Cảm giác nó khác, còn cho nó một trái nữa kìa. Hồi nãy là ba tính đi cắt, cái đầu mình dặn ba nó để cho tâm loại ba, tâm tự cắt. Đấy, cái cảm giác nó vậy đó bác, mình đi vô giường mình cảm giác nó vậy đó. Cảm giác nó vậy đó. Vui đó, trời ơi, cá nó chạm bá lũa luôn, nào, 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 nó muốn chín nào, nào, cắt đi. Nè muốn cắt không? Cắt đi. Cho con cắt cái đi bố. Đây nè bà con. Đó nè, đúng rồi đó. Vô vườn là phải về đặt cơm. À. Thấy không? Phải là ngoan như vậy, người ta kêu cắt mình mới được cắt. Vô lặt trái non, người ta nghĩ có cắt luôn. Ô, đủ nữa. Công nhận cái vườn của bé lớn mà ổng trồng quá trời quá đất. Cây mới mùa đầu tiên là mùa thứ nhì trái nhiều nữa. Dạ. Nó lớn rồi. Rồi, năm nó xong xuôi. Xong xuôi. Có nhiêu đây rồi. Chỉ có nhiêu phải không? Chỉ có nhiêu thôi à. Có nhiêu à? Được hết nổi luôn. Một mớ ra thằng cua nó đi về là được được còn hết luôn, còn lấy gì mình nữa nha. Thiệt không? Không có sao. Em bên tay phải. Dạ. Đây là mấy toàn mấy đồ nghề của ba con. Cây giống nha. Dạ. Chào ông Chiết ra. Cây giống. À, cây đó là cây sơ bố một giống. Lấy cái bọc. Lấy cái bọc bự đựng. Wow. Đặt quá trời cái gì luôn. Cặp bố đây rồi mẹ đây. Ừ. Có cái thao nhỏ, để con, cái thao nhỏ từ đi chứ. Con hút sạch rồi. Con hút để quay lên mà để người ta thấy là con xong rồi. Con cái này là 28 thao mà trừ cho cái thao này đó.28 thao. À, lấy cái bao luôn. Chắc hai bao đủ không? Hả? Hai bao đủ chứ đủ. Nhưng hai bao để nhiều quá nó bị chơi. Sao dập xe tôi không lấy cái này đi. Bệnh ăn là mình mua trong chợ nó có mầm dập hết chứ. Cái đó là khoảng 10 bữa nữa là cắt nữa là nó được đợt nữa. Có đi một đợt nữa được 28 phao nữa chứ. Ở đây ngọt không? Ngọt, bảo đảm luôn. Mưa này mua mưa quá nhiều. Muốn mướn, muốn lấy dao ăn cắt tại chỗ không? Tại con hỏi, tại con thấy ngoài kia còn trái bóng bóng như vậy. Người nước lạ thế thì không? Ăn thử, ăn thử đi. Ăn thử đi, ăn thử lấy dao ăn thử đi. Mình có dao nhỏ anh. Tự nhiên đi bố. Cứ tự nhiên đi. Dạ, cứ tự nhiên đi, con ra lại. Ừ nè, ăn thử nè. Đó, ăn liền mới được. Cái này là quất liền tại chỗ. Ở này chua chua ngọt ngọt chút chút. Còn 4 miếng nữa. Cua ngọt ngọt. Ok, vô. Bây giờ. Ở đâu mua luôn. Tại bà hở mưa là nó hết ngọt không rồi đó. Bà hở mà chưa khi mà chưa không có mưa bác cũng hỏi mà mưa nhiều là nó lạc nó lạc. Mặn cũng vậy nó. Mặn mặn gì nó bị mưa. Dạ. Lạc phải không? Dạ. Mặn đỏ con bà hở mấy trái còn quằn cây gãy nhánh luôn á. Bị gì mưa á. Đi nghe. Cây nhà lá vườn. Tên bà dễ trồng quá. Thôi vô nhà uống chai nước đi rồi hả vậy? Khuyến mãi nước nó lên mới cho nội. Cái này là tôi nói ưu tiên ở xa mới được đó, ở gần bố đừng cho bố, ở gần mới kêu về nhà lại uống. Con ở xa ở Oregon. Con làm YouTube luôn. Ừ, vậy hả? Con cũng làm YouTube luôn. Quen trên YouTube đó hả? Dạ. Dạ. Hai chồng làm YouTube mà quay về đi bắt cua, bắt cua bắt sò này kia đó. Mấy đứa con coi nhà nè. Mấy đứa nó coi ở đây hoài vụ. Có dịp qua con bảo kê vụ ốc sò. Ốc sò. Đó. Cua. Đúng rồi, qua bên đó. Con là lúc nào mùa nào cũng có. Chứ gần kia con coi nước cái là có. Oregon nhiều lắm. Mấy tiếng kìa, mấy tiếng chạy bến à? Bay không, 5 tiếng mấy? Mới bay 5 tiếng à? Dạ, bay 5 tiếng. Mình chết nằm trên Cali luôn mà. Bố lái xe 4 ngày mới tới. Ồ. Dạ. Coi
từ ở dưới Cali đi lên phải không? Ừ. Đầu tiên đó. Giờ lên luôn là 23 cái Oregon rồi tới Washington State lại nằm ở trên Cali á. Đúng rồi, Oregon State thì gần con. Vui lắm, mọi người làm một chuyến như tôi đi. Dạ, dạ. Trở vô đâu chắc lạnh, đâu có trồng gì được ha. Lạnh á, chứ đó lạnh á. Nó nghe lạnh á. Trồng được có 3 tháng rồi anh. Dạ. Ăn được 3 tháng thôi. Dạ. Trồng ở nó chết. Bà, thôi, dạ. Dạ. Năm nào cũng có trồng hết, trồng ăn được 3 tháng thôi. Dạ. Dạ. Ít lắm. Ngứt bao càng cua chứ nhiêu. Ai liên hệ với ổng đi. Mà bố sợ bố nhiều khi nói gì mua món cầu tặng ổi với cần người cua. Trời ơi, chờ ở đâu mà được vậy nữa. Cần cua thì lúc nào cũng có hết trơn. Rồi, cảm ơn bố nhiều. Thank nhiều you. Sức khỏe, nhiều sức khỏe đó chồng mở cầu. Okay, cảm ơn nhiều lắm. Qua tôi con hốt tiếp. Dám mua cái cây này bao lớn mà 350 nha. Mua cây 350 á. Wow, mất tiền. Mẫn cầu bằng hậu gì á. Wow, hậu ra cái bự lắm á. Rồi, cảm ơn chục xôi đi. Cảm ơn nhiều nha. Không có gì. Đi chơi vui vẻ. Giờ mình ra rồi chạy ra thôi chứ đâu cần nói gì nữa đúng không? Không nói chứ. Không nói gì nữa xong rồi đó. Nãy tại đi lộn bên á. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều ha. Rồi, có gì? Dịp gặp ha. Dịp gặp lại. Qua bển gặp hoặc coi đi qua đây nữa gặp sao. Dạ. Rồi, thank you. Ok, bye bye mọi người. Còn ba chú rồi. Đi chơi vui vẻ nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại. Dạ. Cái này là bye bye Tâm Võ Family.